Chào các bạn, hôm nay là những ngày cuối tháng 6 rồi. Thì cái việc mà giảm thuế trước bạ cũng là rất là cận kề. Thì hôm nay Khanh sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái phí ra biển số và cập nhật lại cái giá xe, cũng giống như những cái trang bị chương trình khuyến mãi của chiếc xe Santa Fe phiên bản máy dầu cho quý vị và các bạn. Thì các chương trình về giá xe, về phí ra giấy tờ thì nó sẽ là áp dụng cái thuế trước bạ giảm 50% thì các bạn sẽ ra giấy tờ phí bao nhiêu, các bạn nhớ nha. Rồi thì như mọi khi thì Khanh sẽ giới thiệu những cái tính năng có trên cái chiếc xe Hyundai Santa Fe này trước. Đây là phiên bản máy dầu hộp số tự động 8 cấp, công suất là 200 mã lực, máy 2.2 nha. Rồi thì Khanh sẽ giới thiệu xong rồi thì quý vị và các bạn nếu cảm thấy quan tâm về vấn đề giá cũng giống như là mua vay qua ngân hàng thì quý anh chị sẽ coi phía cuối video giúp dùm Khanh. Cái việc mà quý anh chị cảm thấy những cái việc làm của Khanh, những cái chương trình của Khanh phù hợp với mình, nhưng ngại cái vấn đề mua xa thì các bạn hãy hoàn toàn yên tâm, bởi vì cái chiếc xe của quý vị và các bạn sẽ được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 cây số tất cả đại lý trên toàn quốc. Các bạn mua xe tại chỗ Khanh có thể bảo hành và bảo dưỡng toàn hệ thống ở toàn quốc luôn nha, chứ không phải nhất thiết là các bạn phải quay lại chỗ Khanh để đỡ mất thời gian. Và cũng các bạn cũng đừng có lo lắng là các bạn mua tại chỗ Khanh thì đi chỗ khác người ta không bảo dưỡng bảo hành, cái này là sai hoàn toàn. Dạ, Khanh xin phép trả lời là chỗ nào không bảo hành, không bảo dưỡng thì Khanh có thể hoàn lại tiền cho các bạn nếu các bạn làm đúng nha. Rồi. Giới thiệu với các bạn, đây là cái chiếc Santa Fe mà đứng kế bên Khanh đây. Đây là cái phiên bản cao cấp, tức là phiên bản cao nhất. Trong Santa Fe thì nó sẽ có 3 loại, đó là cao cấp, đặc biệt và tiêu chuẩn. Thì trong 3 loại đó nó còn máy dầu và có máy xăng. Thì cái Khanh giới thiệu của cho quý vị hôm nay là phiên bản máy dầu. Về trang bị giữa máy dầu với máy xăng hoàn toàn giống nhau nha. Có người thích máy dầu, có người thích máy xăng. Nhưng mà đa số cái đối với nhắc tới Santa Fe thì cái việc mà sử dụng cái xe động cơ máy dầu là nổi tiếng hơn. Và tỷ lệ bán của máy dầu nó cũng nhiều hơn cái máy xăng chút xíu. Nhưng những anh chị, có những anh chị vẫn không thích cái máy dầu, vân vân. Cái này là do sở thích của mỗi người thôi, đâu có thể ép được mỗi người kiểu này thích kiểu kia. Rồi nói hơi nhiều nhưng mà bây giờ chúng ta đi vào vấn đề chính. Đầu tiên là cái xe phiên bản cao cấp này thì phần đèn, đây là phần đèn là dạng LED nha. LED có nghĩa là cốt pha đều là ánh sáng LED, cho ra ánh sáng màu trắng xanh thì nó sẽ sáng hơn rất là nhiều. Ngoài ra nó sẽ tự động cân bằng góc chiếu luôn cho các bạn. Về cái mặt ca lăng phía trước đây, là chiếc này thì Khanh đã thay đổi cái mặt ca lăng phía trước rồi. Thì nó còn một cái chỗ chừa để cho quý vị và các bạn gắn thêm cái camera 360. Nếu anh chị nào cảm thấy chiếc xe này gắn cái mặt này phù hợp và thích cái kiểu này, hãy móc ngay điện thoại liên hệ qua số điện thoại 0996 773366 thì bên Khanh sẽ giải đáp và chia sẻ rõ ràng về cái chương trình này nếu anh chị cảm thấy thích cái chiếc xe giống như vậy. Còn về màu sắc thì có màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu bạc, vân vân, các màu bán bằng nhau hết, màu vàng nữa. Về mâm xe thì đây là sử dụng mâm 19 inch. Mâm 19 nha, 235 55 19. Cái vỏ mà 235 á thì cái bề rộng của cái mặt lốp á nó rộng, thành ra các bạn chạy nó sẽ không bị bồng bềnh giống như cái xe cái xe mà có vỏ 225. Thì một số hãng trang bị cái xe vỏ 225 á thì cái bề ngang nó hơi nhỏ, thành ra các bạn chạy nó sẽ bị bồng bềnh. Đối với cái xe Santa Fe á, khi mà các bạn lắp cửa lại thì cái gương hậu nó sẽ gập lại. Nhưng một số anh chị thì chưa có cái kính này chạy lên, thì nếu anh chị đến chỗ Khanh thì sẽ có cái kính này chạy lên luôn nha. Tay nắm cửa bên phải, đây là cái tay nắm cửa bên phải á, nó sẽ có thêm cái nút bấm để các bạn đi ra ngoài lắp cửa lại. Đây là nút bấm để đi ra ngoài lắp cửa lại. Có một số xe thì nó chỉ trang bị ở ngay cái bên tài xế thôi, còn bên phải này nó sẽ không có thì nó sẽ gây ra một số bất tiện. Ở phía dưới đây nó có một cái bệ bước. Cái bệ bước này thì bên Khanh cũng trang bị thêm. Nếu anh chị nào cảm thấy thích chiếc xe có như vậy thì gọi điện ngay số điện thoại 0996 773366 nha. Rồi. Đối với Santa Fe phiên bản mà đặc biệt cao cấp thì sẽ được trang bị là cửa sổ trời. Và cửa sổ trời này nó gọi là cửa sổ trời toàn cảnh, kéo từ trước ra sau. Đây các bạn sẽ coi cái cửa sổ trời giúp dùm Khanh, kéo từ trước ra sau.
khi mà các bạn ngồi phía trong xe nó rất là thoáng. Và điều đặc biệt Khanh muốn nhấn mạnh là cái cửa sổ trời có cái độ bền bằng độ bền của chiếc xe. Các bạn đừng có lo lắng về cái việc mà cửa sổ trời nó bị chảy nước. Chảy nước là do mình sử dụng sai, tức là mình đóng không sát thì nước nó sẽ vào thôi. Chứ còn mà cửa sổ trời thì ron của nó rất là bền các bạn, bền theo thời gian luôn. Các bạn sẽ không bao giờ bị chảy nước, bị nứt cửa sổ trời đâu, nếu mà chúng ta sử dụng đúng cách nha. Rồi, đừng có lo lắng. Còn về cái cửa sổ trời các bạn nói là nó bị nóng, thì Khanh đảm bảo với các bạn rằng không bị nóng. Tại vì nó sẽ có một cái tấm rèm ở phía dưới là cách âm và cách nhiệt. Các bạn có thể cảm nhận được khi đi trời mưa, thì khi mà chúng ta đóng cái rèm lại thì cái âm thanh mà vọng ở trên cái nắp, cái mui xe á, nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Còn cách nhiệt tức là các bạn đi trời nắng thì đóng cái rèm lại nó sẽ không bị nóng. Đây là, mời các bạn ra phía sau phần đuôi xe. Giới thiệu với các bạn, đây là cái phần đuôi xe. Phần cụm đèn này thì được trang bị là cụm đèn LED luôn các bạn nha. Đối với Santa Fe thì đã lên mức độ này thì tất cả là gần như là full LED hết. Xe có sẵn cho các bạn chiếc camera gear. Và camera gear này nó sẽ xoay theo góc lái. Khi các bạn đánh lái qua trái nó sẽ xoay qua trái, đánh lái qua phải nó sẽ xoay qua phải. Có sẵn cả miếng gear và cả miếng gốc luôn. Cả miếng gear và cả miếng gốc nha, chứ không phải chỉ có cả miếng gear không đâu. Đối với Santa Fe và những cái chiếc xe của Hyundai thì có trang bị các chức năng là cốp thông minh. Có nghĩa là quý vị và các bạn đứng ở sau cốp, chúng ta chỉ cần đứng cầm chiếc chìa khóa nè, đứng 3 giây tự động cái cốp sau nó sẽ mở lên. Tự động cái cốp sau nó sẽ mở lên cho quý vị và các bạn. Khi mà các bạn đi siêu thị đó, mà chúng ta cầm hai tay chỉ việc bỏ lên thôi, nó rất là tiện luôn. Và nếu mà cái cốp sau á, các bạn không sử dụng cái hàng ghế thứ ba thì các bạn có thể xếp lại giống như Khanh để chở những cái món đồ mà dài mà nhẹ nha. Rồi các bạn thấy không ạ? Một cái này là khi mà thay cái bệ bước ra thì Khanh gửi lại cái phần ốp thì nó dài đến mức độ này nè. Các bạn thấy không? Ăn gian ra tới phía trước luôn, chúng ta phải xếp một cái ghế phía trước. Còn hàng ghế sau á thì sẽ có cửa gió từng vị trí ghế. Ở đây là cửa gió từng vị trí ghế. Các bạn thấy không ạ? Cửa gió từng vị trí ghế và các bạn có thể điều chỉnh cửa gió từng vị trí ghế ở đây nha. Nó còn có hai cái nút mà để xếp hai cái hàng ghế trước, rất là tiện luôn ạ. Đối với cái chiếc cốp điện này thì các bạn có thể điều chỉnh được độ cao tùy theo mình muốn. Giống như Khanh, cái chiều cao này nó vừa phải. Có những anh chị có cái độ cao khoảng 1m6 mấy thôi thì có thể giới lên đó hơi nhón, thì chúng ta có thể điều chỉnh xuống thì lần sau nó chạy lên nó sẽ ngay cái vị trí này, nó sẽ giữ luôn vị trí này. Ngoài ra cúp điện nó còn có chống kẹt, có nghĩa là khi các bạn bấm xuống mà gặp vật cản nè là tự động nó sẽ trở lên cho các bạn. Các bạn đừng có lo lắng về cái việc mà cái cốp này nó có bị kẹt. Rồi, bây giờ Khanh bấm xuống nha. Đối với cái hàng ghế sau á thì nhà sản xuất họ trang bị cho các bạn là kiến hai màu. Nó gọi là kiến hai màu. Ngoài ra nó còn có là cái chiếc rèm này có sẵn trên xe mà cũng không cần phải trang bị thêm nha. Đối với cái phiên bản cao cấp á thì nó sẽ là ghế hai màu, là màu nâu. Ghế hai màu nâu. Còn nếu mà các bạn sử dụng cái phiên bản đặc biệt, cái phiên bản tiêu chuẩn thì nội thất nó sẽ là ghế màu đen nha. Và các bạn có thể coi khi mà chúng ta vào phía trong xe á thì cái cửa sổ trời nó thoáng như thế nào ạ. Đây Khanh giới thiệu cho các bạn nha. Đây là cái phần cửa sổ trời khi mà mình ngồi trong xe. Đây, các bạn thấy á, một buổi chiều mà trời mát mát rồi các bạn mở cửa sổ trời ra nó rất là thoáng. Đối với Santa Fe phiên bản cao cấp này thì nó sẽ có chức năng là cảnh báo điểm mù cho các bạn ở trên gương. Thì cái chức năng cảnh báo điểm mù này khi mà các bạn chạy chiếc xe mà xi nhanh qua trái, xi nhanh qua phải á, nó có gặp một cái chiếc xe chạy song song thì
nó sẽ báo lên gương bên trái hoặc là gương bên phải để cho các bạn dừng lại để cho chiếc xe kia qua, hoặc là chúng ta quan sát coi cái chiếc xe kia nó có tới kịp chúng ta trước khi quẹo hay không, giúp cho nó an toàn hơn rất là nhiều. Ngoài ra cái cảnh báo điểm mù này nó còn có là cảnh báo cắt ngang. Thì khi mà cảnh báo cắt ngang á, đối với chiếc xe mà có cảnh báo cắt ngang là các bạn gia xe từ trong nhà gia ra, gia xe từ trong nhà gia ra mà các bạn không thấy hai bên. Thường thì gia xe trong nhà thì chúng ta gia cái phần đuôi ra đúng không ạ? Các bạn tường nhà của các bạn đã bị che lại cái tầm nhìn rồi, chúng ta sẽ không thấy chiếc xe chạy tới đâu. Thì hệ thống cảnh báo cắt ngang này nó sẽ phát cái radar phía đuôi xe, giúp cho cảnh báo nếu có người đi bộ hoặc là chiếc xe máy hoặc là chiếc xe đạp đi qua thì nó sẽ báo phát ra trong táp lô và cảnh báo lên táp lô để cho các bạn biết, báo tít luôn. Rồi. Đây là những cái chức năng rất là tiện khi mà các bạn sử dụng. Đối với cái phiên bản cao cấp này thì nó sẽ có một cái chức năng nữa, đó là hiển thị kính lái. Đây, hiển thị kính lái. Chỉ có phiên bản cao cấp là nó có thôi. Còn phiên bản đặc biệt với phiên bản tiêu chuẩn thì nó sẽ không có hiển thị kính lái này nha. Đây là hiển thị kính lái. Các bạn ngồi khi mà chúng ta lái á, thì nó sẽ không cần thiết phải nhìn vào cái màn hình trong xe. Không cần thiết nhìn vào màn hình trong xe mà mọi thông tin về tốc độ, ga tự động cruise control, cảnh báo điểm mù, nó sẽ thể hiện lên cái kính lái, cái kính của chúng ta. Kể cả trời nắng vẫn xem được, các bạn đừng lo lắng là hiển thị kính lái mà nó bị mờ mờ. Kể cả trời nắng 12 giờ trưa, 2 giờ trưa vẫn coi được bình thường nha, đảm bảo với các bạn luôn. Rồi, đối với cái xe của mình á, phiên bản cao cấp còn có chức năng là nhớ ghế. Các bạn có thể là nhớ hai vị trí ghế. Thí dụ thì bạn lái nè, vợ bạn lái nè, vân vân, hoặc là bạn lái và tài xế lái. Rồi. Ngoài ra thì phiên bản cao cấp và phiên bản đặc biệt thì nó là xe hai cầu nha. Còn phiên bản tiêu chuẩn nó là xe một cầu. Đây các bạn có thể, đây là hệ thống gài cầu của xe nè. Rồi các bạn có thể mở cốp điện. Cốp điện thì ba phiên bản đều có hết. Đối với hệ thống cảnh báo điểm mù thì chỉ có phiên bản cao cấp mới có, còn phiên bản đặc biệt với phiên bản tiêu chuẩn là không có. Đây là cái nẹp bước chân. Đây là nẹp bước chân có sẵn trên chiếc xe. Ghế lái, đây là ghế lái sẽ chỉnh điện, ngoài tiêu chuẩn là 8 hướng, đây là 8 hướng ra nó còn có 4 hướng phòng lưng và 2 hướng phòng mũi ghế. Mũi ghế có nghĩa là cái phần mũi này nó sẽ đưa ra, dài ra để đỡ cho cái chân của các bạn khi mà các bạn đi đường dài nó mệt. Đối với chiếc xe của các bạn có trang bị nhớ ghế thì nó còn có chức năng là khi mà các bạn tắt máy á, cái ghế này nó sẽ tự động rút ra sao. Đây khanh tắt nha. Đây các bạn thấy không ạ, nó tự động rút ra sao để cho các bạn tăng thêm cái khoảng cách các bạn đi ra ngoài, giúp cho các bạn lái sử dụng cái chiếc xe nó sẽ tiện dụng hơn rất là nhiều. Nếu mà chiếc xe không có nhớ ghế thì tự động nó sẽ không rút ra ngoài đâu các bạn nha. Rồi bây giờ mời các bạn vào phía trong xe để mình tham khảo thêm. Giới thiệu với các bạn, đây là cái phần giao diện táp lô của xe. Giao diện táp lô đầu tiên là cái phần màn hình nè. Màn hình Khanh muốn giới thiệu với các bạn là nhà sản xuất họ trang bị cho các bạn chiếc camera gear. Thì camera gear nó sẽ xoay theo góc lái. Đây Khanh phép giới thiệu lại nha. Xoay qua trái, đánh lái qua trái, xoay qua trái, đánh lái qua phải, xoay qua phải. Đây, các bạn sẽ không bao giờ bị quên cái vị trí bánh xe đâu. Rất là tiện luôn. Rồi. Đối với cái màn hình này thì nhà sản xuất cũng trang bị ngoài chức năng tiêu chuẩn ra FM, radio, Bluetooth, USB thì nhà sản xuất cũng trang bị cho các bạn là cái bản đồ. Đối với cái bản đồ nhà sản xuất trang bị sẵn thì có cảnh báo tốc độ. Khi các bạn quẹo vào đường có tốc độ cho phép 50 nó sẽ báo lên bản đồ này là cho phép 50, 80, 100, 120 thì sẽ báo lên bản đồ này 80, 100, 120 giúp cho các bạn biết được là chúng ta cần phải chạy ở tốc độ bao nhiêu. Ngoài ra thì đối với những anh chị xài điện thoại iPhone thì nó sẽ có thêm là cái Apple CarPlay. Cái Apple CarPlay thì sẽ giúp cho các bạn là xài những cái ứng dụng như trên điện thoại iPhone. Và Khanh rất là thích những cái ứng dụng trên đây. Khanh ví dụ giống như là nhạc của tôi, Zing MP3 vân vân, các bạn có thể cài YouTube thẳng lên màn hình này. Các bạn có thể sử dụng bản đồ Google Maps. Và bản đồ Google Maps thì Khanh rất là thích sử dụng, là video nào Khanh cũng giới thiệu cho các bạn cái bản đồ này. Bởi vì nó sẽ tiện dụng hơn rất là nhiều. Và đối với bản đồ Google Maps thì các bạn sẽ biết được là cái đường của chúng ta đi á, nó có kẹt xe hay không kẹt xe.
giống như là phù thủy gì đó. Ngày xưa là ai mà biết trước cái vấn đề gì thì nó gọi là phù thủy, đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn có thể xem kênh VOV Giao thông, các bạn có thể gọi điện cho những cái hội nhóm trên Facebook xem cái đường đó nó có kẹt xe hay không kẹt xe. Nhưng cái việc đó nó sẽ mất thời gian, thì bản đồ Google Maps bây giờ nó sẽ giải quyết cho các bạn mọi vấn đề. Nhìn vào bản đồ Google Maps, màu đỏ là đường kẹt, màu xanh là đường không kẹt, các bạn đi thoải mái. Ngoài ra các bạn có thể ra lệnh bằng giọng nói: Hyundai Long An. Các bạn ra lệnh bằng giọng nói rất là tiện luôn. Và khi mà các bạn đang lái xe thì chúng ta chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói thôi và bấm đi. Các bạn biết được là cái đường đi của chúng ta bao nhiêu phút nữa đến, rồi bao nhiêu km nữa đến, thời gian đến gần như chính xác luôn á các bạn. Mình có thể là cho biết cái cuộc họp sắp tới là bao nhiêu phút nữa có mặt, rất là hay. Ngoài ra các bạn không đọc tên địa điểm thì có thể đọc số đường, tên nhà cũng có thể ra được. Còn đối với những bạn mà sử dụng cái điện thoại Android, đối với những bạn sử dụng điện thoại Android thì mình sẽ có là Android Auto. Đây, Khanh mở cái Android Auto cho các bạn nha. Đây, giới thiệu cho các bạn, đây là cái giao diện của Android Auto. Thì Android Auto nó cũng giống như là cái Apple CarPlay, nhưng mà nó nằm trên hệ điều hành Android thôi. Thì đây nè, cũng có YouTube, cũng có Zing MP3, vân vân. Tất cả những cái gì các bạn thích các bạn bỏ vào, Google Maps cũng có thẳng, cũng có sẵn đây. Thì các bạn muốn đi đến một cái địa điểm nào thì chúng ta chỉ cần bấm đây. Giống như hồi nãy Khanh nói là thể hiện màu xanh là đường không kẹt, thì các bạn biết được là số km đi nè, thời gian đến luôn, biết được rất là chính xác. Rồi, phía dưới giới thiệu với các bạn, đây là cái phần máy lạnh của xe. Thì máy lạnh của xe là điều hòa tự động nha. Tự động có nghĩa là các bạn đặt được nhiệt độ là bao nhiêu độ, và hai bên độc lập. Độc lập tức là bên đây đặt một nhiệt độ khác nhau, bên đây đặt một nhiệt độ khác nhau, mỗi nơi, mỗi bên mỗi khác. Còn phần phía dưới, cái máy lạnh này nó có clean air, có nghĩa là nó lọc bụi và lọc khuẩn luôn các bạn nha. Còn phía dưới đây nè, cái phần này thì chỉ có phiên bản cao cấp mới có thôi, còn phiên bản đặc biệt và phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ không có. Đây là hệ thống sấy ghế, tức là các bạn ngồi á, nó sẽ thổi cái hơi lạnh vào cái phần lưng của các bạn, sấy ghế và thông gió ghế. Nếu màu xanh là thông gió nè, còn màu đỏ, màu cam này là sấy nè. Màu sấy thì các bạn ở miền Nam sẽ sử dụng khi mà bị ướt áo, ướt quần khi mà trời mưa, thì chúng ta sẽ sấy lên chút xíu thì quần áo chúng ta sẽ nhanh khô hơn. Còn bình thường thì ít ai xài cái sấy lắm, tại vì nó sẽ thổi ra hơi nóng. Còn nếu các bạn muốn thổi ra hơi lạnh cho nó mát lưng thì chúng ta sẽ sử dụng hệ thống là thông gió trên đây. Còn đây là sấy vô lăng. Đây là hệ thống sấy sấy ghế của ghế phụ. Ghế phụ này là ghế chỉnh điện luôn nha các bạn. Chứ không phải là ghế chỉnh cơ đâu, ghế phụ là ghế chỉnh điện, có hệ thống sấy ghế, sưởi ghế, thông gió ghế nha. Phần phía trên đây là cái chiếc gương hậu trong xe và nó tự động chống chói. Chiếc gương hậu này khi mà các bạn bị ánh sáng ở ngoài nó chiếu vào thì tự động nó sẽ giảm cái độ sáng, giúp cho các bạn không bị chói mắt, tự động chống chói luôn nha. Rồi về phần hộp số thì xe của mình á, là được trang bị là hộp số 8 cấp, có chế độ lái D và chế độ lái là số bán tự động. Bán tự động là chúng ta sẽ chuyển qua cái chế độ bán tự động đây. Để chúng ta lẫy số, hoặc là ở D các bạn cũng có thể lẫy số cũng được luôn. Đối với chiếc xe của các bạn thì nó có 4 chế độ lái. Ở Drive Mode này thì 4 chế độ lái nó sẽ thể hiện ở ngay cái đồng hồ của các bạn. Đây, các bạn có thể coi trên cụm đồng hồ là Khanh bấm 4 chế độ lái, nó sẽ ra 4 màu khác nhau. Đây, 4 màu khác nhau ạ. Đây các bạn thấy không ạ? Nó là Sport, Smart, Comfort và Eco. Trong đó chế độ Smart tức là chế độ học cái chân lái, các bạn có thói quen nhồi ga hoặc là các bạn có thể có thói quen là đi đều ga thì nó sẽ học cái chân lái của các bạn và nó sẽ hiểu. Kế đến, giới thiệu với các bạn là cái phanh tay điện tử và cái Auto Hold, thì đây là bộ đôi hoàn hảo. Nếu mà các bạn sử dụng chỉ có phanh tay điện tử không thì nó sẽ dạng giống như chỉ có trang trí thôi. Còn nếu mà các bạn xài có thêm Auto Hold thì nó mới gọi là bộ đôi hoàn hảo. Có nghĩa là khi mà các bạn đeo dây đai an toàn vào, các bạn kéo cần số từ chữ P về chữ D là chạy thôi, không cần phải bấm nút này hạ phanh tay đâu.
À, không cần phải bấm luôn nha các bạn, là tự động nó sẽ hạ phanh tay khi các bạn kéo cần số về D và các bạn đạp ga chạy. Còn nếu mà khi các bạn đậu xe lại, đẩy cần số về B, dở dây đai an toàn ra, thì tự động cái auto hold này nó sẽ kích hoạt lên cái phanh tay điện tử, nó sẽ tự động kéo luôn cho các bạn. Khi mà có bộ đôi này, các bạn lái xe gần như chúng ta sẽ không cần phải thao tác phanh tay luôn, tự động nó sẽ làm việc cho các bạn. Các bạn sử dụng auto hold khi mà đậu đèn đỏ các bạn đạp phanh thì nó sẽ giữ, không cần kéo cần số về từ D lên N đâu, nó sẽ giữ luôn cho các bạn. Rồi khi mà đèn xanh thì các bạn chỉ cần đệm ga và chạy thôi, rất là nhàn luôn. Và trong một cái khoảng thời gian mà khoảng 20 giây, 30 giây đậu đèn đỏ thì cái auto hold này sẽ giúp cho các bạn là massage cái chân, tức là các bạn không phải giải stress cho cái chân á, chúng ta không phải cầm cái chân hoài trong suốt thời gian. Tuy là 20 giây, 30 giây nó là một cái khoảng thời gian rất là ngắn, nhưng mà cái chân của các bạn sẽ được thoải mái hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ đỡ mỏi cái chân. Cái view này là để các bạn xem cái camera phía sau khi mà các bạn đang chạy tới. Xem camera phía sau khi đang chạy tới nha. Rồi, có chức năng view. Còn ở đây thì nó còn có thêm cho các bạn là chiếc sạc không dây. Thì sạc không dây thì là chuẩn EQ, những cái điện thoại như iPhone mới hoặc là Samsung đời mới ấy, thì nó sẽ có chức năng là sạc không dây, các bạn bỏ vào tự động nó sạc luôn. Trên cái vô lăng của các bạn thì nó sẽ có ga tự động Dual Control. Đây là ga tự động Dual Control nè. Rồi hai cái lẫy số phía sau là lẫy số vô lăng, có sẵn cho các bạn lẫy số vô lăng để chúng ta đi đường đèo hoặc là chúng ta xài chế độ sport thể thao. Kế bên đây là chế độ đèn tự động auto, thì khi mà vào tối tự động nó sáng, khi mà ra sáng tự động nó tắt. Còn bên phải thì nó sẽ có là cái phần gạt mưa tự động. Đây là cái phần gạt mưa tự động nè. Thì nó khi trời mưa nó sẽ tự động cân chỉnh cái lưu lượng mưa, mà nó sẽ có một cái tốc độ gạt khác nhau, giúp cho các bạn lái xe nó tiện dụng hơn rất là nhiều. Còn đối với cái phiên bản cao cấp Khanh đang ngồi thì nó sẽ có nó có thêm là hệ thống hiển thị kính lái. Chắc có thể là do qua cái camera thì các bạn sẽ không thấy hệ thống cảnh báo hiển thị kính lái đâu, nhưng mà các bạn ngồi ngay ghế tài xế thì sẽ thấy rất là rõ. Đây là một trong những cái hệ thống mà giúp cho các bạn lái xe nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ Khanh sẽ mời các bạn ra phía trước và Khanh sẽ báo phí ra biển số thời kỳ thuế trước bạ giảm 50% cho các bạn nha. Rồi xin mời các bạn. Sau khi Khanh đã giới thiệu xong những tính năng, những cái trang bị trên chiếc xe, các bạn cảm thấy thích thì chúng ta sẽ xem đi tiếp cái phần phía sau này, đó là giá của chiếc xe này bao nhiêu và phí ra biển số như thế nào. Thì Khanh xin phép báo cho các bạn phí ra biển số của chiếc xe này ở những địa phương có phí trước bạ 10% là sau khi giảm 50%, và những địa phương có phí biển số 1 triệu. Còn những anh chị có những cái địa phương khác thì giúp giùm Khanh hỏi phí ra biển số lăn bánh chiếc xe này bao nhiêu, thì nhờ cung cấp luôn là địa phương của mình. Khanh ví dụ Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, v.v. Cho Khanh biết luôn là địa phương mình ở đâu mới báo phí ra biển số được, chứ còn kêu Khanh báo phí ra biển số không thì không có ai báo được hết. Đầu tiên Khanh xin phép giới thiệu lại, đây là cái chiếc Santa Fe phiên bản cao cấp mà Khanh đã giới thiệu cho các bạn, máy dầu phiên bản cao cấp. Thì giá xe của nó là 1.245.000, còn để lăn bánh thời kỳ thuế trước bạ giảm thì các bạn chuẩn bị giùm Khanh thêm 66 triệu là tổng tiền để các bạn đem xe về. Thì các bạn lăn bánh chiếc xe này là 1.310.000. Chương trình chưa bao gồm ưu đãi và giảm giá. Nếu các bạn thích những cái trang bị giống như phim cách nhiệt, mặt ca lăng phía trước 360 hoặc là bể bước, thì móc điện thoại ngay, gọi cho Khanh số điện thoại 0996 773366, thì bên Khanh sẽ chia sẻ và giải đáp từng trường hợp cụ thể nha. Còn nếu mà những anh chị mua tiền mặt thì chuẩn bị bao nhiêu đó. Còn những anh chị mua vay, chuẩn bị giúp giùm Khanh số tiền đem xe về là 340 triệu là tổng tiền để đem xe về. Phần còn lại sẽ được trả góp, giảm dần theo dư nợ còn lại thời gian 8 năm. Giảm dần theo dư nợ còn lại là 18.500.000. Thời gian 8 năm nha, giảm dần theo dư nợ còn lại. Còn những anh chị muốn chiết tính lại một cái bảng 5 năm hoặc là tăng lên 10 năm thì móc ngay số điện thoại gọi điện cho Khanh qua 0996 773366, thì bên Khanh sẽ làm cái bảng chiết tính ngược lại để cho theo nhu cầu của từng mỗi người. Tại vì đây là tiêu chuẩn, còn có những anh chị muốn trả nhiều hơn, hoặc là những anh chị chia sẻ với Khanh rằng có một cái nguồn thu tốt, muốn trả ít hơn chút xíu, bên Khanh vẫn có thể làm được. Đây, Khanh đang chia sẻ những cái này gọi là tiêu chuẩn thôi. Mình có tùy biến như thế nào thì có thể liên hệ để bên Khanh làm ngay cái tùy biến cho mình.
Tại vì đâu phải ai cũng có một nhu cầu giống nhau đâu các bạn nha. Thích chiếc xe rồi nhưng mà tài chính mỗi người mỗi khác và cái sở thích trang bị trên chiếc xe mỗi người mỗi khác luôn. Những anh chị chọn cái phiên bản đặc biệt, tức là phiên bản giữa, thì giá nó là 1 tỷ 195 triệu là giá chiếc xe. Còn nếu các bạn lăn bánh đủ phí và thuế thời điểm này thì các bạn chuẩn bị dùm Khanh là 1 tỷ 260 là lăn bánh đủ phí và thuế. Còn các bạn mua vay chuẩn bị trước dùm Khanh là 325 triệu là tổng tiền. Phần còn lại sẽ được trả góp giảm dần theo dư nợ còn lại là 18 triệu, thời gian 8 năm giảm dần theo dư nợ còn lại. Đối với phiên bản tiêu chuẩn thì nó là một cầu nha. Là máy dầu, một cầu, hộp số 8 cấp, động cơ 200 mã lực. Thì giá nó là 1 tỷ 055 triệu, để lăn bánh đủ phí thuế thì là 1 tỷ 10 triệu. 1 tỷ 10 triệu, còn chuẩn bị trước dùm Khanh là 290 triệu là lăn bánh được chiếc xe này khi mua vay qua ngân hàng. Phần còn lại sẽ được trả góp thời gian giảm dần là 15 triệu 700 ngàn. Số tiền giảm dần theo hàng tháng là 15 triệu 700. Đây là những cái, tất cả những cái về thủ tục, về tiêu chuẩn. Còn những anh chị có một cái nguồn thu khác, không có một nguồn thu tốt nhưng không có khả năng chứng minh thu nhập thì liên hệ qua Khanh. Bên Khanh hoàn toàn có thể hỗ trợ mình để việc chứng minh thu nhập. Những anh chị đã vay rồi muốn vay nữa thì vẫn có thể làm được. Hồ sơ chuẩn bị giùm Khanh chứng minh dân, hộ khẩu, kết hôn hoặc xác nhận độc thân thôi. Lưu ý với Bình Khanh, vấn đề nợ nhóm thì bây giờ tất cả tổ chức tài chính đều từ chối hết. Còn những anh chị nợ chú ý thì cũng bên Khanh cũng có thể hỗ trợ được. Mọi chi tiết thì cũng liên hệ qua số điện thoại 0996 773366 để bên Khanh giải đáp. Hoặc là có nhắn vô Zalo, nhớ để lại số điện thoại để bên Khanh sẽ chủ động gọi lại. Tại vì Zalo thì nó sẽ bị trôi tin nhắn, khi mà nhắn rồi thì nó sẽ bị nhảy xuống dưới. Anh chị khác nhắn tiếp thì sẽ nhảy xuống nữa. Thì có thể là Khanh sẽ sơ sót trong cái việc mà trả lời cho quý vị và các bạn. Khanh xin phép nhắc lại là chiếc xe này các bạn cảm thấy chương trình chỗ Khanh phù hợp và cảm thấy yêu thích thì các bạn có thể liên hệ và mua. Đừng ngại vấn đề xa, đừng ngại vấn đề bảo hành, bảo dưỡng thì các bạn sẽ được bảo hành và bảo dưỡng toàn quốc. Còn cái việc mà xa thì bên Khanh sẽ hỗ trợ cho các bạn tại nhà. Các bạn đừng lo lắng vấn đề đó nha. Mọi chi tiết thì Khanh đã chia sẻ rồi, mong rằng video này sẽ hữu ích và mang đến chiếc xe cho các bạn nhanh hơn, sớm hơn dự kiến. Cũng giống như cái chương trình này nó đang tốt thì các bạn hãy tranh thủ thời gian này để chúng ta đem xe về. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu cảm thấy yêu thích, nhớ đăng ký, nhấn dấu chuông để nhận những video mới nhất, hoặc nhấn like và share để coi như một cách ủng hộ Khanh. Dạ, xin cảm ơn và xin chào ạ.